Buổi trước thì anh có chia sẻ với các bạn cái buổi là chọn sữa tươi tốt cho con ấy, thì anh nhận được rất nhiều câu hỏi ở phía dưới, nó phải hơn 1.000 câu hỏi đấy, và các cái tin nhắn trong Messenger nữa. Thì có nhiều bạn đặt câu hỏi là với con các bạn là trên 1 tuổi, thông thường ấy các bạn đặt câu hỏi ấy, là con các bạn từ 2 tuổi trở lên, 3 tuổi trở lên ấy, thì chúng ta nên chọn sữa tươi hay sữa bột? Rất nhiều câu hỏi như vậy. Chính vì vậy anh nghĩ rằng là cái chủ đề mà ngày hôm nay anh chia sẻ với các bạn ấy, nó cũng sẽ giải đáp được rất nhiều các câu hỏi, các thắc mắc mà bên hôm nay các bạn đang quan tâm. Đấy, thì các bạn chia sẻ giúp mà cái video này đến các mẹ bỉm để chúng ta thảo luận chủ đề này nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ giải quyết cái câu hỏi là đối với trẻ trên 1 tuổi thì chúng ta ưu tiên sữa bột hay sữa ung thư hay sữa tươi, đúng không? Thì bữa hôm trước thì anh có một cái video chia sẻ về cách chọn sữa tươi đúng cho con rồi nhá. Thì các bạn đấy mà bạn nào mà hôm nay mới mới tiếp cận vào cái video này ấy, thì chúng ta sẽ phải xem lại cái video trước. Tất cả cái sữa mà đóng hộp từ 110 ml này, 180 ml này, rồi thậm chí là 1.000 ml này, tất cả các sữa đó đóng hộp giấy như vậy, tất cả các sữa mà đóng hộp như này thì các bạn đang mặc định nó sữa tươi. Nhưng thực ra nó không phải như vậy, nó chia làm 3 loại. Một là gì ạ? Sữa tươi 100% thanh trùng. Thứ hai là sữa tươi 100% tiệt trùng. Và thứ ba là sữa hoàn nguyên và sữa pha lạ. Đấy, thì các bạn nào mà chưa xem video trước thì chúng ta sẽ lật lại cái video đó để xem nhá. Đấy, thì chủ đề hôm nay chúng ta sẽ giải quyết chủ đề là trẻ trên 1 tuổi thì ưu tiên sữa bột hay là sữa công thức, đúng không? À quên, anh nhầm, sữa bột hay là sữa tươi. Thế thì để mình đi vào cái phần này ấy, thì chúng ta sẽ trao đổi một chút về cái quy trình sản xuất sữa bột nói chung nhá. Đầu tiên là sữa được được vắt từ con bò nhá, bò sữa nhá. Đấy, bò sữa. Đấy, mình hiểu một chút đã. Đấy, bò sữa đây. Đấy, bò sữa ấy thì chăn này, nuôi này để chúng ta vắt lấy sữa. Được chưa? Sữa. Đấy, cái sữa này ấy thì mình gọi là sữa tươi. Ok chưa? Đấy, sữa tươi. Đấy, mình sẽ đi từng bước như vậy. Thì cái sữa tươi này này, nó sẽ là cái nguyên liệu, đúng không? Sữa tươi này đi vắt từ con bò ra thì nó phải được xử lý, đúng không? Nó phải được tiệt trùng cái gì gì nó tức là nó được thanh trùng hoặc tiệt trùng. Đấy, đúng không? Thì cái này thì nó dùng để sản xuất này. Sữa thanh trùng. Thanh trùng. Tức là mình hiểu quy trình một tí đã, đúng không? Đấy, sữa tiệt trùng. Đúng chưa? Thì lượng tiêu thụ mà sữa thanh trùng, sữa tiệt trùng ấy, thì cái lượng của nó tiêu thụ nó không được lớn. Nhưng thanh trùng này hạn sử dụng nó có 5 đến 7 ngày, đúng không? Đấy, rồi sữa tiệt trùng thì sẽ dùng hạn cao hơn một chút, nó từ 6 đến 9 tháng. Đấy, thì cái lượng sữa tươi nguyên liệu này nó quá nhiều, đúng không? Đôi khi là sẽ không thể tiêu thụ hết ở dạng này được. Thì sao? Chúng ta sấy ha. Tức là mang sữa tươi đi nhá để sấy. Đánh với một tên khác để cho nó dễ phân biệt. Đây nhá, cái sữa tươi này nhá. Đây sữa tươi đây. Vắt từ con bò ra. Đấy, bây giờ đi sấy. Sấy, đúng không? Trong quá trình sấy nó có thể sấy bằng công nghệ tầng sôi hay công nghệ gì đó, đúng không? Có rất nhiều công nghệ sấy nhá. Sấy để thoát ra nước ra ấy. Nó giải phóng nước ra ấy thì nó được bột sữa. Đấy. Bột sữa, được chưa? Và cái bột sữa này thì nó có cái thành phần nó tương tự như cái sữa này. Đấy, tương tự như cái sữa ban đầu. Nhưng mà khi mình sấy ở nhiệt độ cao ấy thì các cái vitamin và các cái khoáng chất ấy nó bị biến đổi. Đấy, rồi các enzyme đấy, một số vitamin có tính oxy hóa cao quan trọng như là vitamin A, vitamin E, vitamin C, phải không? Nó bị biến đổi. Cho nên cái bột sữa này ấy, thì về cái giá trị dinh dưỡng của nó ấy, thì nó không thể bằng được cái sữa thanh trùng, sữa tiệt trùng được. Đấy, và cái quan trọng trong sữa bột sữa này ấy, thì nó cung cấp chủ yếu là gì? Chủ yếu là chất đạm, chất béo, chất đường của sữa là chính.
đúng không? Và từ cái bột sữa này, đúng không? Thì người ta sản xuất ra rất nhiều các cái sản phẩm từ sữa. Ví dụ như là sữa công thức, viết tắt nha, sữa công thức cho trẻ em đúng không? Dưới 3 tuổi đúng không? Đấy, rồi sản xuất gì ạ? Sữa tăng chiều cao phải không? Đấy, sữa tăng chiều cao viết tắt nha. Rồi, sữa cao năng lượng. Cao năng lượng viết tắt đấy. Còn lại từ cái bột sữa này. Từ cái bột sữa này các bạn ạ. Bột sữa mà từ sấy sữa sữa tươi này, sữa bò vắt ra này, vắt sữa tươi này, sữa tươi thì được xử lý để sản xuất sữa tinh trùng, sản xuất sữa tinh trùng. Đấy, vì phần còn lại nó đem sấy, sấy để tạo ra bột sữa và bột sữa này nó sẽ là nguyên liệu để sản xuất ra sữa công thức, đúng không? Đấy, cái sữa công thức này thông thường ở các mẹ bỉm hay biết ý, là dành cho trẻ từ 0 cho đến 3 tuổi. Đấy, tức là anh em mình phải hiểu nhau cái cách nó làm sữa. Rồi mình tính tiếp đúng không? Rồi sữa tăng chiều cao đúng không? Rồi sữa cao năng lượng nhá, viết tắt như thế. Được chưa? Đấy thì chúng ta phải phải thống nhất với nhau cái quy trình mà họ làm như thế đã. Mình phải hiểu. Thế câu câu hỏi của anh em mình bàn luận hôm nay ấy là đối với trẻ trên 1 tuổi thì chúng ta dùng sữa loại nào đúng không? Tại sao anh lại không trao đổi với trẻ dưới 1 tuổi? Dưới 1 tuổi chúng ta lại phải có video khác nhé. Tại vì trẻ dưới 1 tuổi thì cái đặc điểm hệ tiêu hóa nó khác, cái nhu cầu dinh dưỡng nó khác và cái khả năng tiếp nhận các cái nguồn dinh dưỡng khác nhau nó khác, đúng không? Thì mình sẽ không bàn đây. Các câu hỏi mà các em hỏi rất nhiều sau cái video là lựa chọn sữa tươi tốt cho con là gì ạ? Con em 2 tuổi, 3 tuổi, con em trên 4 tuổi thì dùng sữa tươi hay sữa bột tốt hơn? Đấy, thì cái video này thì anh trả lời câu hỏi đấy các bạn. Thì cái bước 1 của chúng ta như này. Thì cái thứ hai này, chúng ta phải 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 hiểu nhau rằng đối với trẻ trên 1 tuổi, cái nhu cầu năng lượng của nó rất là cao cho cái sự phát triển của trẻ, đúng không? Đấy. Chính vì vậy trẻ trên 1 tuổi ấy, nó cần phải cái nguồn năng lượng rất là lớn và rất là đa dạng thì mới đủ cho cái nhu cầu phát triển cả về thể chất, cả về trí tuệ của trẻ. Đấy. Mặt khác, đối với trẻ trên 1 tuổi ấy, thì cái hệ tiêu hóa của trẻ, cái vị giác của trẻ, cái cơ hàm của trẻ, cái răng của trẻ, nó đã bắt đầu tiếp nhận tất cả các cái nguồn dinh dưỡng khác ngoài sữa. Đấy. Cho nên là gì ạ? Đối với trẻ trên 1 tuổi ấy, là trẻ đã ăn dặm thành thục rồi, đúng không? Thông thường trẻ ăn dặm từ 6 tháng tuổi trở lên, đúng không? Thì từ sáng thứ 6 cho đến tháng thứ 8 chỉ là cái giai đoạn làm quen cái thức ăn khác ngoài sữa mẹ hoặc là sữa công thức, đúng không? Thì còn trên 1 tuổi ấy, thì tương đối là gì ạ? Trẻ đã ăn được các cái thực phẩm nó tương đối đa dạng và cái lượng là tương đối nhiều. Đấy. Thì đối với trẻ trên 1 tuổi thì nếu mà chỉ dùng sữa không, giống như đối với đối tượng mà dưới 6 tháng ấy, là không cung cấp đủ nhu cầu cho trẻ, đúng không? Đấy. Mà để trẻ phát triển tốt trong giai đoạn trên 1 tuổi thì nó gì ạ? Sữa nó phải bên cạnh đó là gì ạ? Một chế độ ăn dặm tương đối là đầy đủ, cân bằng. Đấy, cân bằng, đúng không? Thì nói đi và nói lại thì chúng ta phải chốt như này. Đối với trẻ trên 1 tuổi, cái nguồn dinh dưỡng chính để cung cấp năng lượng, cung cấp vitamin, cung cấp các cái khoáng chất khác cho sự phát triển của trẻ nó đến từ các bữa ăn chính. Ok, đấy. Và sữa nó chỉ là sản phẩm ăn thêm mà thôi. Các em hiểu không? Nó chỉ là ăn thêm mà thôi, bổ sung thêm mà thôi. Cho nên là trên 1 tuổi mà bạn nào nói rằng con em còi quá, đúng không? Con em bé quá so với hàng xóm hoặc là so với tuổi thì các bạn bổ sung thêm sữa công thức với hy vọng rằng gì ạ? Con mình nó sẽ đủ chất hơn, nó sẽ lớn hơn ấy. Và chúng ta lơ là đi cái việc là gì ạ? Xây dựng một chế độ ăn dặm chính hàng ngày ấy, nó không đảm bảo nữa là con các bạn bị suy dinh dưỡng hay thứ khác. Suy dinh dưỡng nặng luôn là khác, đúng không? Thiếu máu, thiếu sắt, suy dinh dưỡng, thiếu vi chất, đúng không? Đấy, cho nên là gì ạ? Sữa trong cái đoạn này, trong giai đoạn từ trên 1 tuổi nhá, trên 1 tuổi nó chỉ là sản phẩm ăn thêm mà thôi. Em hiểu không? Nó chỉ là ăn thêm mà thôi. Nó không có gì nó quá nó không không phải là cái đồ ăn chính, không phải là cái nguồn cung cấp dinh dưỡng chính để mà trông chờ vào đó để con mình tăng cân, để trông chờ vào đó để con mình nó bụ bẫm hơn và nó cao to hơn.
Em hiểu không? Đấy. Thế thì chính vì cái giai đoạn trên một tuổi này này, cái bữa ăn chính, cái bữa ăn dặm ấy là cái nguồn cung cấp năng lượng chính, cho nên sữa thì có thể là sữa 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 thanh trùng, sữa tiệt trùng hay là sữa bột, thì tất cả ba loại sữa này nó cũng chỉ là sản phẩm bổ sung thêm mà thôi, được chưa? Đấy. Thế thì trong ba cái sữa này thì chúng ta lại chọn sữa nào, đúng không? Đầu tiên phải thống nhất với nhau ấy nhé. Một là sữa chỉ là ăn thêm mà thôi, nó không thể cung cấp năng lượng đủ, tức là không thể trông chờ vào sữa để con tăng cân, không thể trông chờ vào sữa để con tăng chiều cao, không thể trông chờ vào sữa để con đủ vitamin và khoáng chất, đúng không? Mà phải là từ chế độ ăn hàng ngày, được chưa? Đấy là thống nhất một cái điểm trước. Thế thì chúng ta đã thống nhất với nhau là sữa là ăn thêm rồi. Thế bây giờ trong sữa thanh trùng, sữa tiệt trùng và sữa bột thì chúng ta ưu tiên loại sữa nào? À, câu chuyện nó như vậy. Đấy. Chưa? Thì hôm trước ấy thì anh có đưa ra một khái niệm, đó là sữa hoàn nguyên và sữa pha lại, đúng không? Thì so sánh giữa sữa tươi 100% và sữa hoàn nguyên thì nó có cái gì nó khác nhau. Đấy. Thì hôm nay anh nói lại, thực ra các bạn mà xem cái video đó hôm trước rồi ấy, thì các bạn hiểu, nhưng mà sẽ có những bạn mà chưa xem video trước đó thì video này anh nói lại một chút. Cái sữa tươi ban đầu này các bạn ạ, bao giờ nó cũng là cái sản phẩm sữa tốt nhất nhé. Tại sao tốt nhất? Tại vì nó chứa các cái vitamin, các cái khoáng chất, đúng không? Mà sử dụng cái công nghệ thanh trùng, tức là nhiệt độ từ 75 đến 80 độ C ấy, thì ở nhiệt độ đó ấy, thì nó chỉ tiêu diệt các cái vi khuẩn và các cái tế bào của vi khuẩn, đúng không? Các cái vitamin nó không bị biến đổi, đúng không? Các cái enzyme quan trọng trong sữa nó cũng không bị biến đổi. Đấy. Rồi thì các cái axit amin quan trọng, các cái protein quan trọng trong sữa tươi này nó không bị biến đổi, tức là nó giữ nguyên được cái giá trị dinh dưỡng tốt nhất của nó, đúng không? Đấy. Thế cho nên là sữa tươi thanh trùng lại nó sẽ giữ nguyên được cái hương vị thơm ngon. Tất cả các chất dinh dưỡng ấy nó ở cái dạng nhũ tương, các bạn nhớ nhé, ở cái dạng nhũ tương dễ hấp thụ nhất, dễ hấp thụ nhất, thơm ngon nhất. Các vitamin như là vitamin A, vitamin C, vitamin D và vitamin E, đúng không? Nó không bị biến đổi bởi nhiệt, đúng không? Cho nên là nó là tốt nhất, đúng không? Cái thứ hai là gì ạ? Sữa tiệt trùng. Sữa tiệt trùng thì cái công nghệ sấy thì nó ở nhiệt độ cao hơn, là 135 đến 155 độ C trong vòng từ 3 đến 6 giây. Cho nên sữa tiệt trùng ấy thì nó đã mất đi cái hương vị thơm ngon như cái sữa thanh trùng này rồi. Tại vì một số các cái vitamin nó biến đổi bởi nhiệt rất là mạnh, như là vitamin C, vitamin A. Đấy, cho nên sấy ở nhiệt độ, mặc dù là một nhiệt độ 135, 150 độ C ấy, trong vòng 3 đến 6 giây nó cũng đủ để biến đổi các vitamin đó. Đấy, rồi thì một số các cái enzyme quan trọng có trong sữa tươi ban đầu nó cũng sẽ bị biến đổi, đúng không? Đấy. Rồi thì một số axit amin quan trọng nó cũng sẽ bị biến đổi bởi nhiệt, cho nên gì ạ? Các bạn uống sữa thanh trùng ấy, sữa tiệt trùng này nó sẽ thiếu đi cái vị thơm ngon tự nhiên như của sữa thanh trùng. Đấy. Đấy. Nhưng mà về mặt dinh dưỡng ấy thì nó cũng gần bằng cái sữa thanh trùng này. Đấy. Các cái chất dinh dưỡng, các cái chất đạm, chất béo, chất đường, các vitamin khoáng chất ấy nó ở cái dạng nhũ tương dễ hấp thụ và chuyển hóa nhất, đúng không? Đấy, hai sữa này thì nó sẽ gần như nhau. Đấy. Thế thì còn cái sữa bột cho trẻ con ấy, đúng không? Cho trẻ từ từ một tuổi trở lên, đúng không? Thì bản chất nó là sữa hoàn nguyên các em ạ, không hơn không kém. Bản chất nó là sữa hoàn nguyên. Đấy, chúng ta phải đi vào bản chất. Đấy, cái bản chất đó là những cái quy định của Tổ chức Y tế Thế giới, cái tiêu chuẩn Codex của WHO ấy. Đấy. Tại vì sao? Khi mà sữa tươi ấy mà chúng ta sấy, đúng không? Để thành bột sữa, thì trong quá trình sấy này, thì vitamin nó bị mất đi rất là nhiều. Đấy, đặc biệt là các vitamin A, vitamin D, vitamin C, vitamin E. Đấy, nó mất đi rất là nhiều. Các cái axit amin ấy, các cái enzyme nó bị biến đổi, nó không còn được nguyên giá trị ban đầu nữa. Mà nói chung ở đây các bạn có thể hình dung ra ấy, nói như này để bạn mường tượng, cái sữa này giống như là chúng ta đốt đi, nó chỉ còn cái bã. Bản chất nó vậy, đúng không? Vậy biến đổi. Bị biến đổi rồi. Thì cái bột sữa này này, thì người ta sẽ dùng cái bột sữa này để làm nguyên liệu để sản xuất sữa công thức cho trẻ đến 3 tuổi, để sản xuất cái sữa công thức tăng chiều cao, để sản xuất cái sữa công thức cao năng lượng. Bằng cách là gì? Người ta điều chỉnh cái lượng đạm,
điều chỉnh cái lượng chất béo, điều chỉnh cái lượng tinh bột, điều chỉnh gia giảm thêm các cái vitamin và khoáng chất mà nó đã bị biến đi trong cái ban đầu này, đúng không? Đấy. Thế thì cái sữa bột mà các bạn đang dùng ấy để cho con tăng chiều cao, để con tăng cân nặng, hay là kể cả là sữa bột công thức cho trẻ trên 1 tuổi, bản chất của nó là sữa hoàn nguyên các bạn ạ, sữa pha lại, tức là múc bột ra chúng ta cho vào cái cốc ta khuấy lên, đó là sữa hoàn nguyên, sữa pha lại. Thì pha lại như vậy thì các cái chất đạm, chất béo, chất đường, các cái vitamin ở trong cái sữa bột ấy, nó sẽ không, khi các bạn pha cốc nhá, thì nó sẽ không phải ở dạng đồng đều nhất, nó không phải ở dạng cái nhũ tương mà nó dễ hấp thụ và chuyển hóa nhất, và tỷ lệ các chất dinh dưỡng trong cái sữa bột này này do chúng ta được thêm vào thì sao, nó sẽ không ở cái dạng cân bằng nhất, đúng không? Đấy. Thì để sản xuất được sữa công thức này này, để sản xuất được sữa công thức này thì người ta phải thêm gì? À, người ta có thể thêm các cái vitamin bổ sung vào mà, rồi thì thêm các cái khoáng chất, đúng không? Rồi người ta gì? Điều chỉnh cái lượng đạm. Đấy, có rất nhiều cái thao tác ở đây để làm, để sản xuất ra cái sữa công thức này, đúng không? Để sản xuất ra sữa công thức này. Đấy. Cho nên là bản chất nó là gì? Nó là sữa hoàn nguyên. Các em ạ, nhá, bản chất nó là vậy. Thế thì đối với trẻ trên 1 tuổi, trong ba cái lựa chọn này ấy, đúng không? Chúng ta đã thống nhất từ đầu rồi nhá, nó là một cái sản phẩm dinh dưỡng ăn thêm, ăn kèm, ăn vào các bữa phụ của cái bữa ăn dặm chính. Tại vì bữa ăn dặm chính mới là cái nguồn cung cấp năng lượng chính, nguồn cung cấp vitamin chính, nguồn cung cấp các khoáng chất chính để cho trẻ phát triển, chứ không phải là nguồn chính từ đây. Đây nó chỉ là một thực phẩm thôi. Giống như chúng ta ăn cơm hàng ngày, đúng không? À, chúng ta ăn cơm thì các thức ăn hàng ngày của chúng ta ấy, nó có thể là trứng, nó có thể là thịt, nó có thể là cá, đúng không? Nó có thể là hải sản. Đấy, nó có thể là đậu phụ, phải không? Đấy, đấy là cái thức ăn mà hàng ngày của chúng ta đấy, đúng không? Đấy, thì các bạn tưởng tượng này, sữa nó giống như là ăn thịt ấy, đúng không? Thế là nó chỉ là một phần trong cái cấu trúc thức ăn, ở trong cái thực đơn của trẻ mà thôi. Đấy, chứ nó không phải là nguồn chính. Đấy, được chưa? Đấy, nên là chúng ta đã thống nhất ở đây. Thế thì với cái kinh nghiệm của bản thân đấy, và cũng như là cũng nuôi 2 con lớn rồi và sức khỏe rất là tốt, thì đương nhiên là dạ, đối với trẻ dưới 1 tuổi, mình không nói, mình đang bàn là trẻ trên 1 tuổi, thì bao giờ anh cũng ưu tiên những cái sữa nó nguyên chất như thế này để nó đảm bảo hấp thụ tốt nhất và đảm bảo cái hương vị thơm ngon nhất cho trẻ. Đấy, thì đó là cái cách lựa chọn. Đấy. Khi chúng ta hiểu bản chất như vậy thì nó rất là dễ, đúng không? Thế thì mấu chốt của các bạn là gì? Tại sao con còi? Tại sao con hay ốm? Tại sao con bị suy dinh dưỡng, còi xương? Đấy, thì vậy thì vì sao ạ? Chúng ta xây dựng cái bữa ăn dặm sai. Chúng ta xây dựng cái bữa ăn dặm sai, cái phương pháp ăn sai, đúng không? Hoặc là bé bị các bệnh khác chúng ta xử lý không triệt để thì dẫn đến biếng ăn. Biếng ăn thì dẫn đến suy dinh dưỡng, còi xương. Suy dinh dưỡng, còi xương thì các bạn này thì ấy, tìm đến một cái phao cứu sinh chính là sữa bột. Đấy, đúng không? Chính là sữa bột. Mà uống sữa bột vào ấy, đúng không? Có những bạn là gì? Con không ăn. Ví dụ là bữa 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 trưa nó chẳng ăn gì cả, nó ăn 2 miếng nó ngậm. Nó ăn 2 miếng nó ngậm thì bây giờ sốt ruột quá chẳng biết làm thế nào. Đấy, thế là gì ạ? Cho con uống gì? 2 cốc sữa. Mỗi cốc khoảng 300 ml, như vậy là 600 ml sữa. Đấy, còn uống 600 ml sữa ấy, anh đảm bảo các bạn là gì? Bụng con em ấy nó rất là đầy. Nó ngang bụng ấy. Thế là đến bữa chiều nó không ăn nữa. Đấy, nó không ăn nữa. Tức là nó không ăn bữa chính nữa. Đấy, thì nó sao ạ? Nó kéo dài quá trình suy dinh dưỡng. Uống đối với trẻ trên 1 tuổi ấy, 1 ngày ấy, mà các em uống cho 700 800 1.000 ml sữa ấy, anh đảm bảo với các bạn là gì? Con em nó sẽ không ăn được bữa ăn chính nữa, và nguy cơ suy dưỡng, còi xương, thiếu vi chất, thiếu máu, thiếu sắt cho thiếu máu ấy, nó là điều hiển nhiên, nó là hiển nhiên các bạn ạ. Đấy, cho nên là chúng ta phải phải tuyệt đối phải lưu ý cái vấn đề này nhé. Chúng ta hiểu đúng như vậy thì nó sẽ không bao giờ gặp vấn đề gì cả. Đấy, còn để con mà không biết ăn ấy thì các bạn phải xử lý từ khi con chúng ta bắt đầu ăn dặm. Khi mà con em được 6 tháng ấy, thì chúng ta đã phải tính ăn dặm như nào rồi, phương pháp nào. Đấy. Và ăn dặm từng giai đoạn thì chúng ta phải áp dụng một trong các phương pháp. Ví dụ như là ăn dặm theo kiểu bé chỉ huy, đúng không? Rồi ăn dặm theo kiểu Nhật, hay là ăn dặm theo kiểu truyền thống, đúng không? Thì hôm trước anh cũng có nói rồi, chúng ta không nhất định là phải theo cái phương pháp nào cả. Con mình hợp cái nào thì mình làm cái đó, đúng không? Ăn dặm phải đúng, phương pháp ăn phải đúng, phải đa dạng, phải vui vẻ, cấu trúc thức ăn cho từng giai đoạn nó phải đúng, thì con bạn nó sẽ không không bị biếng ăn.
không được ăn thì sao ạ, sữa này nó chỉ ăn thêm thôi đúng không, một ngày chỉ uống dưới 300 ml là đẹp rồi đúng không, là nó sẽ đủ nhu cầu dinh dưỡng, chứ một ngày mà lại dùng trên 500 ml thì nguy cơ suy dinh dưỡng là cao đúng không, tại vì 500 ml sữa nó không tiêu hóa được, không đủ chất được đấy, cho nên khả năng là thiếu vi chất rất là cao nhé. Đó là cái câu hỏi đầu tiên mà anh và các bạn cùng thảo luận, đó là gì ạ, đối với trẻ trên 1 tuổi thì chọn sữa tươi hay là sữa bột đúng không. Nếu bạn cần hướng dẫn điều trị, xin gửi câu hỏi về fanpage Century Trung tâm Sức khỏe Nhi khoa hoặc gọi qua số hotline 0963 101 255.